truy tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hai tội danh. Sáng 19 tháng 10, Diện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố hai cựu Bộ trưởng Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son và 12 bị can trong vụ án tổng công ty diễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu A, trong số 14 bị can, có 13 bị can bị Diện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm các luật pháp về quản lý đầu tư công ty thành quả nghiêm trọng theo luật pháp tại Điều 220, khoảng 3 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 13 bị can này bao gồm hai cựu bộ trưởng thông tin thông tin Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng Nguyên vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Võ Văn Mạnh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAC, Hoàng Duy Quang thẩm định viên công ty tư vấn đầu tư và thẩm định AMAC, Lê Nam Trà Nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone, Cao Duy Hải Nguyên tổng giám đốc Mobifone, Phan Thị Quang Mai thành viên hội đồng thành viên Mobifone, Cùng với đó là năm phó tổng giám đốc Mobifone gồm Phạm Thị Phương Anh, Hồ Tuấn, Nguyễn Đăng Nguyên phó tổng giám đốc phụ trách chức vụ tổng giám đốc Mobifone, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Mạnh Hùng. Riêng bị can Phạm Nhật Vũ Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị A bị truy tố về tội đưa hối lộ theo luật pháp tại Điều 364, khoảng 4 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, bốn bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà còn bị Diện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố thêm tội nhận hối lộ theo luật pháp tại Điều 354, khoảng 4 bộ luật hình sự năm 2015. Trong số 14 bị can, có 8 bị can bị tạm giam, 6 bị can được tại ngoại, trong đó có một bị can được bảo lãnh bị can Phạm Thị Phương Anh, 5 bị can bị áp dụng biện pháp chặn đứng cấm đi khỏi nơi cư trú cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Song Khai nhận 3 triệu đô la Mỹ từ Phạm Nhật Vũ. Cáo trạng nêu rõ rệt, quá trình điều tra, bị can Nguyễn Bắc Song thành khẩn khai báo, nhận thức rõ rệt hành vi tội lỗi và nhận nghĩa vụ trước luật pháp với vai trò chủ mưu, chỉ dẫn thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình tại MobiFone và xin được hưởng sự khoan hồng của luật pháp. Tuy nhiên, trong giai đoạn truy tố, bị can Nguyễn Bắc Song chỉ nhận nghĩa vụ là người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông, không thừa nhận vai trò chủ mưu, chỉ dẫn Mobifone thực hiện dự án như kết luận của cơ quan điều tra. Nhưng với thành quả điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khẳng định có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Bắc Song là người chỉ dẫn, quyết định và thúc đẩy việc mua cổ phần của A, quyết liệt trong phân công chỉ dẫn cấp dưới thực hiện. Do vậy, Nguyễn Bắc son là người chịu nghĩa vụ cao nhất, đứng đầu các bị can đã được phát hiện, khởi tố và truy tố. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bắc Song khai sau khi nhận 3 triệu đô la Mỹ từ Phạm Nhật Vũ, đã đưa cho Nguyễn Thị Thu Quyền con gái Nguyễn Bắc son tại nhà riêng của son. Mỗi lần đưa từ 300, không trừ 400, không đô la Mỹ, khi đưa xong dạng quyền không được gửi dành dụng còn việc đầu tư vào đâu là tùy. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thu Quyền không thừa nhận việc nhận 3 triệu đô la Mỹ từ Nguyễn Bắc Son. Căn cứ thành quả điều tra, đến nay chưa đủ cơ sở để để ý nghĩa vụ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Quyền. Diện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định hành vi của Nguyễn Thị Thu Quyền nối tiếp được điều tra làm rõ rệt qua thành quả xét hỏi tại phiên tòa cáo trạng cũng xác định các bị can Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang đều thành khẩn khai báo, nhận thức rõ rệt hành vi tội lỗi, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ rệt bản chất vụ án và chịu nghĩa vụ về thành quả thiệt hại cho nhà nước nhằm đảm bảo việc khắc phục thành quả thiệt hại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu nộp vào tài khoản tạm giữ tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng do các bị can và gia đình giao nộp. Trong đó, gia đình bị can Lê Nam Trà nộp hơn 54 tỷ đồng, gia đình Cao Duy Hải nộp hơn 11 tỷ đồng, gia đình bị can Trương Minh Tuấn nộp 2 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn kê biên nhà đất của bị can Nguyễn Bắc Sông tại số 14, ngõ 36 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, kê biên nhà đất của bị can Trương Minh Tuấn tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Đồng thời, phong tỏa tài khoản của Nguyễn Bắc Sông có số dư gần 592 triệu đồng, phong tỏa tài khoản của Trương Minh Tuấn có số dư hơn 2,1 tỷ đồng.